Nếu bạn các bạn mua sản phẩm thì liên hệ với bên mình nhé, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng tại tiệm vàng Kim Ngân 2, đường Phú Rượng Đỏ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Đây chiếc này thì có 6 chỉ 15 thôi các bạn, siêu ngầu luôn. Chiếc này những ai thích sự sang trọng hay là thích sự ngầu thì đeo chiếc này nha. Chiếc này thì tầm khoảng hơn 20 triệu nha các bạn. Đây, rất là đẹp luôn, chỉ hơn 6 chỉ thôi, giá vàng bây giờ là 3.440.000. Đây, thêm một chiếc nhẫn rồng 8 chỉ 75 nha. Chiếc này hơi nặng hơn một chút xíu nha. Thì cái này tầm khoảng 30 triệu một chiếc này nha các bạn. Rất là nặng luôn, đeo lên tay rất là sang các bạn. Đây.